Hello, xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại cái Đà Phao mình nha. Mình là Đà Phao đây. Mình chúc mọi người một ngày mới có việc gặp nhiều thuận lợi nha, may mắn nha. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020, mình sẽ quay trở lại với giá cả cà phê và tiêu ngày hôm nay cho bà con tham khảo ha. Hôm nay thì giá cả tại hai sàn London thì gọi tiếp tục giảm, sàn New York thì lại có tăng nhẹ mọi nha. Bây giờ mình sẽ đi quay thực tế tại bảng giá tại sàn London xem thử là giảm bao nhiêu và bảng giá tại sàn New York xem thử tăng bao nhiêu để bà con tham khảo nha. Sau đó mình sẽ phạt bằng giá cà phê thực tế tại tỉnh Tây Nguyên, bằng giá tiêu tại tỉnh cho bà con ra quyết định mua bán cho nó dễ hơn ha. Mong mọi người, mong bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh mình nhé, kênh Đà Phao nhé. Nếu người nào lần đầu tiên xem hoặc là chưa đăng ký ủng hộ kênh mình thì cho mình xin một like và một nút đăng ký ha. Bà con và mọi người nhớ bấm chuông nhé để xem những video giá cả mới ngay của mình ha. Bây giờ mình mời mọi người, mời bà con theo mình để theo dõi bằng giá cà phê tại tỉnh Tây Nguyên ngày hôm nay và bằng giá tiêu tại các tỉnh ngày hôm nay xem thử là nó tăng giảm như thế nào nhé. Xin chào tất cả bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Robusta, cà phê Vối chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2020 tại sàn London tiếp tục giảm mọi nha. Cụ thể là kỳ hạn giao ngay tháng 11 năm 2020 giảm 9 đô xuống còn 1.246 USD trên tấn. Kỳ hạn giao tháng 1 năm 2021 giảm 13 đô xuống còn 1.266 USD trên tấn. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 giảm 14 đô xuống còn 1.281 USD trên tấn. Kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021 giảm 14 đô xuống còn 1.299 USD trên tấn mọi người nha. Thưa bà con, trái chiều về sàn London thì sàn New York hôm nay chốt phiên giao dịch sàn Arabica ngày 8 tháng 10 năm 2020 có tăng mọi người nha. Cụ thể là kỳ hạn giao ngay tháng 12 năm 2020 tăng lên 1,5 sen lên 109.6 sen trên pound. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 năm 2021 dương lên 1,5 sen lên 111.8 sen trên pound. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 năm 2021 dương 1,95 sen. Kỳ hạn giao tháng 7 năm 2021 dương 1,95 sen mọi người nha. Vậy là các tháng đều dương 1,95 sen. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên xem thử là mua lên mua xuống như thế nào và sau đó mình sẽ phạt bảng giá tiêu tại các tỉnh cho bà con tiện đường ra vừa được mua bán nha. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. Sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2020.
Sau đây là bảng giá cà phê và tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Rông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2020.